Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tới thăm, tặng quà tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ và tiểu học Nơ Trang Lông, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Hờ Long. Đắk Nông triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 đến 2024. xử phạt một công ty cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh 90 triệu đồng. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 30 tháng 8. Ngay sau đây, Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Sáng 30 tháng 8, Đoàn Công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tới thăm, tặng quà tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ và Trường Tiểu học Nơ Trang Lương, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Lương, tỉnh Đắk Nông, nhân dịp năm học mới 2023-2024. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự vui mừng khi chính quyền địa phương, ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông đã quan tâm, chăm lo đời sống giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc mong mỏi các thầy cô giáo phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu trong công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đắk Nông. Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương đã tặng nhiều phần quà tới hai trường học cùng 100 chiếc xe đạp cho học sinh hai xã Quảng Sơn và Đắk Dầu Măng. Chiều hôm nay, 30 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 đến 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 đến 2024. Năm học 2023 đến 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn chủ đề toàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với tinh thần đó, Toàn ngành giáo dục Đắk Nông đã chuẩn bị khá chu đáo để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2023 đến 2024 với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Sự kiến quy mô phát triển năm học 2023 đến 2024, toàn tỉnh có 359 cơ sở giáo dục, trong đó, giáo dục mầm non có 129 trường, cấp tiểu học có 118 trường, cấp trung học cơ sở có 79 trường, cấp trung học phổ thông có 33 trường. Giáo dục thường xuyên có không một trung tâm giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, tin học tỉnh và 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện, có hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Các địa phương trong tỉnh đã ưu tiên bố trí kinh phí để tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh ủy Đắk Nông tặng huy hiệu đảng cho 21 đảng viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Trong đó, có đảng viên 94 tuổi nhận huy hiệu 75 tuổi đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu đảng thuộc các phường Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân và xã Đắc Giờ Moan. Trong đó, đảng viên đặng hội sinh năm 1929, phường Nghĩa Thành, vinh dự được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Đảng viên Vi Hoa Lương sinh năm 1930, phường Nghĩa Trung và đảng viên Đặng Phi Hải sinh năm 1936, phường Nghĩa Thành, được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Có 5 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng. 2 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 4 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. 4 khách hàng Agribank Đắk Nông vừa được bảo hiểm ABIC chi trả hơn 460 triệu đồng tiền bảo hiểm. Các khách hàng này không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắc Nông chi trả quyền lợi bảo hiểm tín dụng cho bốn khách hàng ở Đắc Giờ Lấp và Tuy Đức. Cụ thể, Bảo hiểm Abic đã chi trả cho hộ gia đình bà Thị Yến, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức hơn 203 triệu đồng; bà Thị Lan ở thôn Ba, xã Đắc Giờ Tết huyện Tuy Đức 47 triệu đồng; gia đình ông Võ Văn Khánh, thôn Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắc Giờ Lấp 105 triệu đồng và gia đình ông Huỳnh Ngọc Yến, thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa huyện Đắc Giờ lớp 105 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm ABIC chi trả cho các hộ gia đình bao gồm các khoản như quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng, quyền lợi lãi vay, quyền lợi trợ cấp nằm viện, hỗ trợ mai táng phí. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với công ty Hát dental chi nhánh Đắc Nông do không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Công ty này có địa chỉ tại số 68 đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa do ông Đỗ Tiến Đạt làm chủ, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Đồng thời, công ty Hát Đen Tổ, chi nhánh Đắk Nông bị đình chỉ hoạt động 18 tháng kể từ ngày nhận được quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ông Đỗ Tiến Đạt và công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại